Dạ, em chào các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em lên clip 52 nha các anh chị. Thì cái clip trước á, nó bị lỗi á, nên em quay tiếp theo cái khúc này em đăng sau nha các anh chị. Rồi thì cái em đăng tới mã 25 nha. Tại vì cái khúc đó là nó bị mắc cái mã, từ cái mã 25 á, em quay lại cho các anh chị mình nha. Để em đăng lại. Rồi cái mã 25 là một cái cây này chuyển gốc nha các anh chị. Cái chuyển gốc này một cái khoan chuyển gốc nha. Thì cái đầu này mình gắn vô mũi khoan. Còn cái đầu này là từ không không đến khoảng 7 7 ly nha các anh chị. Đó. Thì dạng này. Cái chiều dài của cái cây này là 90 cm nha các anh chị. Chiều dài của cái cây này là chiều dài hết cỡ, nó là 90 cm nha, nó dài như vậy luôn. Nó không có chữ gì hết nha. Thì cái cây này là cái chuyển gốc rồi mã 25 nha các anh chị. Mã 25 là 300.000. Tiếp theo là mã 26 nha. Thì mã 26 là một cái bộ này nha các anh chị. Cái bộ này thì nó là như vậy. Nó là cùng một tất cả những cái hiệu như vậy nha các anh chị. Đây. Thì cái hiệu của nó là Sinh Kỳ 1922 17 19 14 17 14 12 và 10 12 nha các anh chị. 10 12. Thì cái này hình thức của nó là như vậy nha. Rồi thì cái bộ này nó như vậy nha các anh chị, nó tất cả là 2 4 5 cây như vậy, nó có trong cái này. Thì nói chung là cái bộ này nó nhiều, nó số cũng như vậy đó, nhưng mà nó nhiều hẳn nha các anh chị. Nó của Sinh Cây này thì chào của các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên đây. clip 52 nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em các chị là chuyển khoản, em bao ship và ship code cho các chị vui lòng về chị. Dạ rồi thì cái này Aigo này đó. Rồi, đó nha các anh chị. Thì nó có 5 cây, 2 4 5 cây như vậy. Rồi tiếp theo là mã 26 nha các anh chị, 150. Mã 26 150. Dạ. Rồi tiếp theo là mã 27 nha các anh chị. Mã 27 là một cái cây này. 27 nha các anh chị. Mã 27 là một cái mỏ lết này thì 280 mi này. Hiệu super nha các anh chị, hiệu super. Thì cây này là của Japan nha. Đó, Japan này. Thì cái hình thức của nó còn khá đẹp nha các anh chị. Hoạt động độ ok. Cái miệng mở rộng của nó hết cỡ là 72 mi nha các anh chị, 72 mi. Đó thì cái phần ngòm của nó đây. Đó, như vậy nha các anh chị, đẹp luôn nha. Rồi mã số 27 nha các anh chị, 260. Tiếp theo là mã 28 là một cái mỏ lết này. Mỏ lết này là chiều dài của nó là 250 mi nha các anh chị, hiệu Luster. Thép alloy steel luôn. Cái này thì chiều dài của nó 250 mi, thì cái miệng mở rộng là 30 mi nha các anh chị. Nó có những cái vết trài trài như vậy. Rồi logo cái này là hoạt động được ok nha, ngon lành nha các anh chị. Rồi mã số 28 200. Rồi tiếp theo là mã 29 nha các anh chị. Thì mã 29 là một cái tai nối này. Tai nối này là của Tone nha các anh chị. Logo nội địa Nhật Japan. Thì cái tai nối này là 15 sen nha các anh chị. Thì cái phần hình thức của nó này đó. Rồi. Đầu bi đều đẹp hết nha các anh chị. Khẩu của nó là 1 phần 2 là bằng 12.7 mi. Đây em quay cho các anh chị mình xem nha. Còn đẹp nha. Rồi mã 29 100 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 30. Mã 30 là một cái cây cần trượt này, cũng của Tone nha các anh chị. Tone đó. Cũng chiều dài của nó là chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Khẩu của nó là 1 phần 2 cũng bằng 12.7 mi nha các anh chị. Chiều dài là 25, cần trượt nha. Đó, Tone 1 phần 2 Japan. Rồi mã 30 nha các anh chị, 108. Tiếp theo là mã 31. Mã 31 là một cái cây này. Cái cây này là của KTC nha các anh chị, Japan. Đó. Thì cái cây này là khẩu của nó là 3 phần 8 nha các anh chị. 3 phần 8 là bằng 9.5 mi nha các anh chị. Chiều dài của nó là 25. Rồi mã số 31, 107 nha các anh chị. Cây này cũng còn đẹp, không có bị tráp sơn, tráp xi gì hết nha các anh chị. Đây, đó còn đẹp. Rồi mã 31, 107. Tiếp theo là mã 32 nha các anh chị. Là một cái cần tự động của KTC. Thì cái cần này là 3 phần 8 nha các anh chị, bằng 9.5 mi. Hoạt động được ok hết nha. Đây, lắc qua lắc lại. Đó, thì nó cũng có những cái vết tè taxi chút xíu như vậy nha các anh chị. Chiều dài của nó là 17, còn đẹp nha. Rồi mã 32, 107.
Tiếp theo là mã 33. 33 là một cái kéo cắt tôn này nha các anh chị. Rồi thì cái cây kéo cắt tôn này mã 33 nha các anh chị, 200.000. Thì cái cây này là hiệu của nó là Mitsubishi. Đó, cái phần ngoài đuôi đồ còn đẹp nha các anh chị. Tại cái lưỡi của nó thì người ta có cắt rồi á, nên nó cũng có những cái vết cắn nhẹ nhẹ như vậy nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Cắn đồ cũng còn đẹp, đầu đồ cũng còn đẹp nha. Cắt đồ ngọt nha các anh chị. Trời, mã 33 200. Tiếp theo là mã 34 nha các anh chị. 34 là một cái cây này. Thì cái cây này là của ai nha các anh chị? Ai Japan. Thì cái cây này là một bên đó là 68 nha các anh chị. 68 thì nó có chấp si như vậy, chấp si. Còn bên này là 2.5 3 4 5 nha các anh chị, Japan. Thì cái này thì em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem nha. Đây nó có 4 mũi như vậy nha các anh chị, lục giác. Thì cái bộ lục giác này là bên này là 2.5 3 4 5 nha các anh chị, 2.5 3 4 5, còn đây là 68 cũng còn ok nha. Trời, mã 34 150 nha các anh chị, bộ lục giác này ở bên ngoài thì nó hơi xấu chút nha các anh chị, nó hơi chắp xi. Mã 34 150. Tiếp theo là mã 35 là cái cuộn chì này nha các anh chị. Thì cái cuộn này là nó có chì nè, là nó 150g nha các anh chị. Thì luôn cái cuộn này là 150g này, chì của nó chỉ có 0.5 ly nha các anh chị. Đó. Rồi thì Tokyo này đó, hình thức của nó là như vậy, 0.5 ly nha. Đó, rất là nhỏ nha các anh chị, nhỏ xíu à. Em kiểm tra hết rồi nha. Rồi thì cái cuộn này là mã số 35 nha các anh chị, 150 cho cái cuộn chì 150g 0.5 mi. Luôn cái lô nha các anh chị. Rồi mã 35 150. Tiếp theo là mã 36 nha các anh chị. Mã 36 là một cái này là chì nha các anh chị, nhưng mà cái cuộn lô của nó bằng sắt á, nó mục rồi nha. Thì nó không có còn nữa nha các anh chị. Thì cái này là em căng được 80g nha các anh chị, 80g. Chì của nó cái này là khoảng 1 ly rưỡi nha các anh chị, 1 ly rưỡi. Rồi mã 36 thì những cái mã như vậy nè, khi các anh chị nào mình chốt á thì đi theo những cái đơn hàng nào thì em mới gửi được nha các anh chị, còn nó nhỏ quá em không có gửi nha. Mã 36 70. Rồi tiếp theo là mã 37 là hai cái cờ lê này nha các anh chị. Thì hai cái cờ lê này là của KTC nha các anh chị, một cái 8 một cái 10, 12 và 14. Đó, thì cái đầu bên này nó hơi đen đen nha. Đó, bên trên nó đen đen vậy thôi chứ bên trong đẹp nha các anh chị, không có bị gì hết. Bên này cũng vậy nè, cái màu của nó đen như vậy nha các anh chị. Đó. Rồi, cái cặp này là mã số 37 nha các anh chị, 150 của KTC. Tiếp theo là mã 38 là cái cây vít này nha các anh chị. Cái cây này là của Anet này, Japan. Đó, thì hình thức của nó đây, lắc qua lắc lại nè. Đó, chính giữa là một cây vít bình thường nha các anh chị. Mũi đây là mũi đa năng này, mũi BH1, BH2, BH3 luôn nha các anh chị. Còn bên này là -6 này, đó, -6 nha. Thì cái hình thức của nó là mũi còn đẹp hết nha các anh chị, hoạt động đồ ok, cắn đồ đẹp nha. Chiều dài của nó luôn mũi như vậy là 12 nha các anh chị, luôn mũi là 12. Rồi mã 38, 120 nha các anh chị, cắn đồ đẹp hết nè. Made in Japan. Rồi tiếp theo là mã 39 nha các anh chị. 39 là một cái cây vít cũng của Sunblock Japan. Thì cây này cũng tự động nha các anh chị. Các chị mình để hình thức như vậy là không có lắc được. Đó, đẩy lên, lắc qua lắc lại nha. Đó, mũi của nó là BH1 và -6 nha các anh chị. Mũi này BH1 và -6 này. Mũi còn đẹp nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó là 10 cm nha, luôn mũi nha các anh chị, 10 cm luôn mũi, cắn rồi đẹp hết. Rồi mã 39 100 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 40. Mã 40 là một cái cây vít đóng như vậy nha các anh chị. Rồi thì cái cây này là cái cây vít đóng của Anet nha các anh chị. Này thì nó để là dương 2 nha, Made in Japan. Thì cái mũi của nó cũng còn ok nha các anh chị. Đó, mũi của nó như vậy. Rồi cái đầu đóng đồ còn đẹp nha. Cây này thì chiều dài của nó là 22 nha các anh chị. Chiều dài 22, mũi BH2. Đó, mũi cũng còn ok nha các anh chị. Đó. Rồi mã số 40 nha các anh chị, 100. Tiếp theo là mã 41 là một cái cây lục giác hiệu A này nha các chị, có một cây thôi. Thì nó là 5 mi nha các chị, Made in Japan 5 mi nha. Đó, thì cái hình thức của nó là như vậy, đầu rồi còn đẹp nha. Thì cái cây này nó chiều dài của nó là
Chiều dài của nó là 20 nha các anh chị, chiều dài 20. Rồi mã số 41. 70.000 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 42. Mã 41, 42. 42 là gì ta? 42 là cái bộ này nha các anh chị. 42 là cái bộ combo nha các anh chị. Thì combo này nó có tất cả như vậy nha. Nó có cái hộp như vậy, nó có 3 cây bút chì. Nó có 3 cây bút chì như vậy nha các anh chị. Đó, 3 cây bút chì. Kikuchi. Đó, 3 cây bút chì chưa sử dụng logo nội địa Nhật luôn nha. Rồi nó có một cái hộp mũi bút chì nha các anh chị, mũi bút chì. Nó có 5 mũi nha. Đây, 5 mũi như vậy nha các anh chị. Đó, 5 mũi để các anh chị mình thay vô cái combo này. Rồi nó có một cái cuộn giấy như vậy nha các anh chị, giấy chứ không phải keo nha các anh chị, cuộn giấy này. Đó. Rồi một cái nữa là nó có cái miếng này, miếng để màu làm gì em cũng không có rành nha các anh chị, để lấy mẫu gì đó. Một cái cục cơm, cái hộp này nó có một cái miếng giấy nhám. Giấy nhám với cái miếng đen đen này để làm gì? Đây có cái miếng đen đen này nữa. Rồi. Đó, thì gồm tất cả là như vậy đi, để em qua thử. Nó có một cây thước này nha các anh chị, cây thước này nè, đó cây thước 30 sen nha. Đây, cây thước nhựa nha các anh chị, nhựa. Rồi có hai cái miếng mẫu như vậy nha các anh chị. Đây hai cái miếng rồi, đã mất miếng rồi. Thằng đi nó làm rớt rồi. Rồi tiếp theo là nó có hai cái cây combo nha các anh chị. Hai combo như vậy. Đó, một cái là hai cái đầu bằng sắt nha các anh chị, còn một cái là hai cái đầu bằng sắt, còn cái hai cái đầu bằng gì? Bằng sắt này, còn hai cái đầu này một cái là để các anh chị mình gắn cái mũi bút chì nha các anh chị. Rồi, cái bộ này là mã 42 nha. Mã 42 cho cái bộ combo. Mã 42 là 300 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 43. Tiếp theo là mã 43 nha các anh chị. 43 là em có ba cái lưỡi cưa nha các anh chị. Cái lưỡi cưa này nè, ba cái lưỡi này. Đó thì hình thức ba cái lưỡi này là để gắn cho các mấy cái lưỡi mà cưa 25 sen nha các anh chị. Em có ba lưỡi này. Đó. Mới chưa sử dụng nha các anh chị, ba lưỡi mới chưa sử dụng. Đây made in Japan. Đó made in Japan nha các anh chị. Chiều dài của nó là 2250 nha các chị. Đây 250 nè. Đó. Rồi mã 43 nha các chị, 50.000. Tiếp theo là mã 44. 44 là cái mở mũi khoan này nha. À quên, cái mở đá mài nha các anh chị. Thì cái này là của Japan này, nó hơi xấu chút nha. Đó. Chiều dài của nó là 18 nha các chị, 18. Hiệu tớp Japan. Đó, nó hơi xấu, hoạt động thì ok nha các chị. Rồi mã 44, 100. Tiếp theo là mã 45 là cái đồ cắt móng nha các anh chị. Đồ cắt móng này thì nó có một cái dũa hợp kim này, có một cái dũa này. Tokyo Japan. Bự nha các anh chị, cái này dài bự lắm nha. Khỏe cắt ngọt lắm nha các anh chị. Rồi chiều dài của nó là 13. Đây cắt móng, cắt đồ. Em cắt thử cái miếng này nha. Em cắt thử miếng giấy này nha các anh chị. Đó. Đây. Đây em cắt cái đó. Rồi. Thì cái cây này, cái đồ cắt móng này là mã số 45 nha các anh chị, 70.000. Tiếp theo là mã 46. 46 là một cái lấy dấu nha các anh chị. À quên, cái đục chốt. Đục chốt này 6 ly nha các anh chị, hiệu của nó là KTC. Đó, KTC nha. Thì cái đầu này là đục chốt 6 ly nha các anh chị, chiều dài của nó là 20. Rồi mã 46 100. Tiếp theo là mã 47. 47 là một cái mũi khoan này nha các anh chị. Cái mũi này là của Kobeco. Của cái gì đây? Kobeco nha các anh chị. Kobe này. Của Kobe nha các anh chị. Của Kobe thì cái mũi này là chiều dài của nó là 60 nhân 250 nha các anh chị. 6 ly nhân 250 Kobe. Mũi này dài lắm nha các anh chị, tới là chiều dài của nó tới 25 luôn á. 25 này.
Đó, mũi chưa có sử dụng nha các anh chị, mũi khoan sắt nha, chưa có sử dụng gì hết, còn mới, em tháo ra em xem thử thôi. Rồi cái mũi này là mã 47 nha các anh chị, 47 150.000. Tiếp theo là mã 48. Mã 48 là cái mũi này nha các anh chị, cái mũi taro. Thì cái mũi taro là mã 48 nè. Mã 48 là M12 nhân cho 175 nha các anh chị. Đó, thì cái hình thức của nó cũng mới chưa sử dụng. Rồi mã 48 50 nha các anh chị, 50.000. Tiếp theo là mã 49 là cái đồ đo góc hẹp, à quên, đo khe hở nha các anh chị. Đo khe hở này thì nó có những cái khe như vậy nha. 025, 025 này, 023, 030, 020, 015, 013, 010, 008, đây 005, rồi cái này nữa thì 24, 2, 4, 6, 8, 10 cây như vậy nha các anh chị. Đây cái hình thức chữ của nó đây. Đó. Thì cái cây này ngắn nha các anh chị, thì em sẽ đo cái này, chiều dài của nó là 8,5 cm nha các anh chị, 8,5 cm. Mã 49 100. Tiếp theo là mã 50 nha các anh chị. Mã 50 là cái đồ mở cái, à quên, cái đồ gắn mũi khoan nha các anh chị. Mũi khoan nhỏ lắm nha. Thì cái này á các anh chị chỉ gắn khoảng tầm 2 ly đổ lại thôi nha các anh chị, 1 ly mấy 2 ly đổ lại thôi nha, hai cái đầu như vậy. Cái đầu này nhỏ hơn nha các anh chị. Đó, cái đầu này từ 0 cho tới nhỏ lắm nha. Đó, các anh chị mình quay ra nhỏ xíu nha các anh chị. Đó, này. Quay hết ra nhỏ xíu luôn nha. Rồi, hoạt động được ok. Rồi thì cái cây này là như vậy nha các anh chị. Đó, đây. Hiệu của nó là Hô Giang. Mã 50 nha các anh chị, hiệu Hô Giang này nó có chữ chỗ này nha. Mình quay ra nó nhỏ lắm nha các anh chị. Đó, đây. Đó. Đây. Rồi cái này là mã số mã số 50 nha các anh chị, 100 cho cái đồ gắn mũi khoan mini chút xíu này. Chiều dài của nó còn chiều dài của nó cỡ 11 nha các anh chị. Mã 50 100. Tiếp theo là mã 51. Mã 51 là một cái bộ mũi khoan này nha các anh chị. Cái bộ mũi khoan này thì nó gồm có là một mũi 4.5 nha, một mũi 4.5 nè. Đó, chưa có sử dụng nha các anh chị. Còn cái mũi này cũng 4.5 luôn nè, chưa sử dụng này, của Cobeco luôn nha. Rồi một cái hộp này là 3 mũi của Nachi nha các anh chị, 3 mũi 3.3. Rồi mũi này là 2.5 nè, của Cobeco luôn nha các anh chị, Cobeco này. Rồi cái mũi này là 4 ly nha. 4 ly là của cái gì đây? 4 ly của Nhật, còn cái này Made in Japan này. Thì cái mũi này là nó 4 ly, mà cái mũi này là mũi bắn vít nha các anh chị. Cái này là khoan tường, khoan đồ nha, chứ không phải khoan sắt nha các anh chị. Đó. Rồi thêm cái mũi này nữa của Nachi. À, cũng của ba, cô ba chứ, của cô ba thì nó gồm là 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7 này, 8 này, còn mũi nữa chúng ta. 1 này, 2 này. Cái này là 3 nha các chị, 3 là 5 này, 6 này, 7 này, 9 mũi nha các chị, 9 mũi gồm 9 mũi này. Rồi mã 51 nha các chị, 170.000. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các chị. Rồi.